Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Minh Trung. Hôm nay thì cửa hàng đặc biệt về một chiếc Acelo nè các bạn. Clip này mình sẽ làm về những chiếc xe côn tay đã qua sử dụng tại cửa hàng. Hôm nay nhiều xe đó mình sẽ báo giá thật là nhanh luôn từng xe một. Mình view trước cho bạn xem nè. Đó, nhiều không? Mình sẽ không nổ máy, không có quay lâu nữa mà đọc giá và quay nhanh luôn ha. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với chiếc Acelo trước. Hôm rồi có nhiều bạn tìm mua nè ha. Đầu tiên là chiếc Acelo này á, cửa hàng bao đúng đồng hồ cho các bạn luôn. Xe còn rất đẹp. Giá sẽ là 18 triệu 500 ngàn ha. Đây, bình xăng nè, các bạn nhìn xe nè. Cực đẹp luôn. Đó. Biển số nè. Rồi, Winner V1 8.400 cây số, giá là 28 triệu 500 ngàn, màu xanh. Ngoại hình xe nè. Hôm nay quay nhanh ha. Mình đã mở yên, mở gì sẵn hết rồi. Bạn thấy không? Rồi. Kế đến là Winner X 6.600 cây số, giá là 29 triệu 500 ngàn. Xe này thì dưới nó hơi xấu nha. À, bụi đó các bạn. Cô nè. Hôm nay mình sẽ làm nhanh thôi, màu đen mờ đó các bạn. Nhưng mà cái này không có ABS nha. À, màu đen mờ chắc là lên màu thôi, chứ nó không có ABS đó. Winner V1 nè. Kết nhất là chiếc Acelo này còn rất đẹp nha các bạn. Đúng ô đô đó các bạn. Buộc luôn nè ha. Còn đẹp luôn. Đó. Rồi, bây giờ vô trong ha. Ở bên trong này thì nhiều đó. Chiếc Mercedes King này cửa hàng cũng mới về nè. Màu đỏ mờ, mặt nạ đen bóng ha. Đây, ô đô là 7.100, giá là 36 triệu 500 ngàn ha. Cái đách vỏ mình thấy là đời 2018 nè. Đó, 2018 ha. Phía dưới nè, cũng còn đẹp. Rồi, vậy ha. Xe mới về đó các bạn. Bên này thì Sonic. Đây, mở sẵn rồi. 52 triệu ô đô là 2.419 cây số. Xe chạy lướt. Ở dưới nè, như xe mới luôn ha. Biển số đó các bạn. Đó. Mình quay vậy các bạn hài lòng không? Quay nhanh ha. Rồi, kế bên là chiếc Sakia, giá 42 triệu ô đô 7.100 nè ha. Cũng không tắt đồng hồ là còn nguyên hết nè. Đây, mới sẵn luôn. Xe này thì ở dưới nó hơi bung nhẹ rồi. Bung nhẹ rồi ha. Biển số phía dưới nè. Còn đây nữa là một chiếc Sakia nữa. Đây, Sakia này nhập tư nhân nha. Cả hai xe đều nhập tư nhân hết, tại vì không có công tắc đèn. Giá là 41 triệu ô đô là 8.185 cây số nè. Biển số đây ha. Bên này là một chiếc Raider màu đen mờ. Phía dưới nè các bạn. À, xe này thì dưới còn sạch nè. Đó, chưa có bị bung, chưa có bị chạy chỉ ha. Biển số đó các bạn, biển số đẹp luôn. Gánh lên 6769. Giá sẽ là 43 triệu đồng hồ, mới có 643 cây số luôn. Xe chạy lướt nha các bạn. Rồi. Bên này ha. Đó. Xíu ra phía trước cho bạn coi sao. Đây là chiếc Winner X 15852 B4. Đây là màu xanh camo. 7.000 cây số rồi các bạn. Đây ha. Giá, để mình xem cái giá coi tổng tiêu coi. Hơi bị mờ. Rồi, chung nói là 30 triệu 500 ngàn ha. 7.000 cây số nè. Phía dưới nè. Xe này thì phía dưới còn đẹp ha. Biển số này ha. Rồi, bên này là chiếc MX King phiên bản Monster luôn nha. Đây, biển số nè. Phía dưới còn rất là đẹp nha các bạn. Sắp dở còn hết luôn nè ha. Giá đây rồi, để mình xem. Và giá là 38
ha, 38 triệu nó trong ngàn đó các bạn, 7.800 cây số, phiên bản Monster nha các bạn ha, Monster đó. Rồi xe còn gắn phụ kiện tùm lum hết trơn nè. Bây giờ mình ra phía trước ha, đây xem lại nha. Bây giờ mình ra phía trước nè, mạch kinh nè, Sonic nè, sa chia xanh nè, sa chia đen nè, Rider đen nè, Winner nè, mạch kinh nè, mạch kinh phiên bản Monster đó các bạn, Exciter chứ lộn, Exciter nha, bản Monster đó. À phiên bản này có ABS nha, camo nè đó, tại mình sợ xe lên áo thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt đi ra ngoài đến hàng phía sau, hôm nay thì mình quay khá nhanh đó. Xe này mới về nha, sau này hai đây trước đi, mở kinh giá là 38.500.000, ô đô là 3.500 cây số ha. Đây ngoại hình nè, màu xanh GB nha, xe còn đẹp đó các bạn, phía dưới nè bình xăng nè, sách vở còn luôn nè, đây là biển số ha, màu xanh GB, mâm xanh GB luôn. Phía trước nè, ba mươi tám triệu năm trăm ngàn ha. Rồi bên này chúng ta còn thêm hai chiếc Winner X nữa các bạn, đây màu đỏ thể thao ha, biển số nè 653665. Wow, xe cũng đẹp đó, bình xăng nè còn rất đẹp luôn ha, như mới luôn. Giá là 31 triệu nha, ô đô là 5.800 nè. Rồi rồi ha, chiếc kế bên là chiếc Winner X nữa, cũng là phiên bản thể thao không có ABS đó các bạn, 24472 đời V2 ha. Đây phía dưới nè còn rất là đẹp luôn, giá là 31 triệu, 34 triệu, à 34 triệu đó các bạn, ô đô là 4.000 cây số nè, 34 triệu nha. Rồi hai chìa đầy đủ nè ha, công tắc đồ còn rất đẹp luôn ha, xe này còn đẹp quá các bạn, phiên bản thể thao nha, 34 triệu. Tất cả xe mình báo giá đều có thương lượng hết, các bạn cứ alo cho anh Trung, số điện thoại là 0949147167 đó các bạn, số là cái Zalo luôn ha. Bây giờ mình ra phía trước soi lại hai xe này ha, phiên bản màu đỏ thể thao nè, nước sơn bóng cực đẹp, lên mẫu đồ chơi ha, nước sơn bóng này rất đẹp các bạn ha, màu đỏ nè, không có ABS nha. Đây màu đỏ thể thao luôn, nhưng mà đỏ này đỏ mới, phiên bản này mới hơn, phiên bản 2019 nè, cái này là 2020 nè. Nè đắt quá, 2020 nữa các bạn. Rồi mình đã vừa điểm qua hết dòng xe côn tay, đặc biệt nhất vẫn là chiếc Acelo, một cửa hàng mới về. Hôm nay thì mình thấy có nhiều bạn tìm chiếc Acelo này ha, thì hôm nay xe đã có một xe về mà còn đẹp luôn đó các bạn. Đó mình soi lại xíu ha, cho bạn nào cần, xe còn đẹp đó các bạn, bình xăng mới tinh luôn nè, cốp nè. Mình sẽ kết thúc video nha. Nếu các bạn thích mình quay kiểu như vậy á thì cứ comment cho mình biết đi, sau này mình sẽ quay nhanh như vậy. Địa chỉ cửa hàng nè các bạn, mình sẽ cho các bạn số của anh Trung lên trên này ha, và địa chỉ cửa hàng dưới này, số 303 305 đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc nha. Xin chào các bạn.